Thưa quý vị và các bạn, hiện tại chúng ta đang đi trên đường Nguyễn Phạm Tuân. Đường Nguyễn Phạm Tuân có độ dài 150m, độ giới 16m, nằm trên địa bàn phường 9 quận 6, đi từ đường Hồng Bàng kết thúc ở chùa Đình Phú Lâm. Theo như nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư thì đường này có từ thời Pháp thuộc mang tên đường Montreuil. Ngày 19 tháng 10 năm 1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Nguyễn Phạm Tuân. Nguyễn Phạm Tuân sinh năm Nhâm Dần 1842, mất năm Đinh Hợi 1887, tự là Tử Trai, sau đổi là Dưỡng Tăng, hiệu Minh Phong, quê ở làng Kiên Bính, Tổng Võ Xá, phủ Quảng Ninh, nay là thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Ông là một trong những sĩ phu đầu tiên hưởng ứng phong trào Cần Vương, là tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu quả cảm, khí phách hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Nguyễn Phạm Tuân sinh ra trong một gia đình nho học, nhiều đời cha con cùng thi đỗ đồng khoa và là công thần nhà Lê. Theo một số